Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu về nhà Hậu Lê và việc quản lý đất nước, trường học thời Hậu Lê. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thời Hậu Lê qua bài Văn học và Khoa học thời Hậu Lê. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về văn học thời Hậu Lê, gồm có tác giả Nguyễn Trãi với các tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo, phản ánh khí phách anh hùng và niềm tự hào chân chính của dân tộc; tác phẩm Chí Linh Sơn Phú nói lên tâm sự của Nguyễn Trãi khi sống ở Côn Sơn; và tác phẩm Úc Trai Thi Tập gồm 105 bài nói lên tâm sự của những người muốn đem tài năng trí tuệ ra giúp cho đất nước, cho dân nhưng bị một số quan lại ghen ghét, vùi dập. Đây là hình ảnh Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442. Ông là anh hùng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới. Đây là đền thờ của Nguyễn Trãi ở Hải Dương. Đây là tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo. Và đây là thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, Úc Trai Thi Tập. Đây là chữ Hán và đây là chữ Nôm. Đây là một đoạn trích của bài Bình Ngô Đại Cáo. Việc nhân nghĩa cốt ở thiên dân, quân biếu phạt trước lo trừ bạo. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập. Cùng Hán Đường Tống Nguyên, mỗi bên cùng tướng một phương. Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, trong hào kiệt thời nào cũng có. Và đây là một đoạn trích của bài ca Côn Sơn. Côn Sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai. Côn Sơn có đá rêu phơi, ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm. Trong đền không mọc như nêm, tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm. Trong rừng có trúc bóng râm, trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. Tác giả Nguyễn Trãi còn có tác phẩm Quốc Âm Thi Tập với tâm sự của người muốn cống hiến cho đất nước nhưng không có cơ hội và không gặp người có cùng chí hướng. Và tác giả Vua Lê Thánh Tông với tác phẩm Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập ca ngợi nhà Hậu Lê và công đức của nhà vua. Đây là cuốn Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập. Và đây là Quốc Âm Thi Tập của nhà xuất bản Văn Học. Vì sao có thể coi Nguyễn Trãi, Vua Lê Thánh Tông là những nhà văn hóa tiêu biểu cho giai đoạn này? Vì Vua Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi là những người có nhiều tác phẩm sáng tác bằng chữ Nôm. Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi và Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập của Vua Lê Thánh Tông là hai trong những tập thơ Nôm xưa nhất và có giá trị còn lưu truyền đến ngày nay. Vua Lê Thánh Tông sáng lập ra Hội Cao Đàm. Tác phẩm Như Địa Chí của Nguyễn Trãi đã xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và một số phong tục tập quán của nhân dân ta. Em có nhận xét gì về văn học thời Hậu Lê? Văn học thời Hậu Lê phát triển rực rỡ cả về chữ Hán và chữ Nôm. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khoa học thời Hậu Lê. Khoa học được chia làm mấy loại?
thì khoa học thời hậu Lê được chia làm hai loại là khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Tác giả Ngô Sĩ Liên với tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thương ghi lại lịch sử nước ta từ đầu thời Hùng Vương đến đầu thời hậu Lê. Và tác giả Nguyễn Trãi với tác phẩm Lam Sơn Thực Lục nói lên diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và dư địa chí, xác định rõ lãnh thổ quốc gia, nêu lên những tài nguyên, sản phẩm phong phú của đất nước và một số phong tục tập quán của nhân dân ta. Đây là cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thương của nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Và đây là Đại Việt Sử Ký Toàn Thương, bản in nội các quan bản, mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 năm 1697. Đây là ức trai tứ công di tập Dương Vị Trí của nhà văn hóa. Ngoài ra còn có các tác giả như Lương Thế Vinh với tác phẩm Đại Thành Quán Pháp nói về kiến thức quán học, và Lê Hữu Trác còn được gọi là Hải Thượng Lãng Ông với tác phẩm Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh nói về kiến thức y học. Đây là hình ảnh trạng lường Lương Thế Vinh, một nhà toán học đại tài. Đây là tượng Lê Hữu Trác. Đây là cuốn Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh của Lê Hữu Trác. Hải Thượng Lãng Ông. Qua những kiến thức trên, ta rút ra kết luận khoa học thời hậu Lê phát triển trên nhiều lĩnh vực lịch sử, địa lý, toán học, y học, vân vân. Các tác phẩm khoa học không những có giá trị lịch sử mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc. Nó giúp ngành tự nhiên xã hội đi sâu nghiên cứu về văn học, khoa học cổ đại và trung đại Việt Nam. Chúng ta có bài học như sau. Dưới thời hậu Lê, thế kỷ thứ 15, văn học và khoa học nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông là những tác giả tiêu biểu trong thời kỳ đó. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô xin cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Các con có thể tìm hiểu kỹ bài này ở trong sách giáo khoa và có thể lên mạng tìm hiểu những kiến thức liên quan đến bài này để các con có thể mở rộng thêm kiến thức cho mình. Cô chúc các con học tập thật tốt và chúc các con và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô xin chào tất cả các con.